bà lão tỷ phú đứng canh bên cạnh một quầy bán hàng rong. Sau đó xông lên cướp mấy cái bánh rồi chạy luôn, vì đeo giày cao gót nên không may bị vấp ngã xuống đất. Tôi đói lắm rồi, tha cho tôi lần này đi, tôi sai rồi đừng đánh tôi. Chủ cửa hàng tiến lại gần kéo bà lên, sau đó quay về quầy hàng gấp thêm cho bà mấy cái bánh nữa. Sau đó lấy bút ra viết lên tờ giấy mấy dòng chữ. Bà ơi, đang còn nóng nên bà ăn đi. Không nghe thấy hả, thì ra anh ta bị câm điếc sau khi vợ biết chuyện. Không chỉ không trách mà còn khen anh làm rất tốt. Lần sau mà bà lão còn đến thì nhất định phải gói thêm cho cả người nhà của bà nữa. Anh cũng khen vợ mình thật tốt bụng. Nếu như hai người biết được thực ra bà lão là một tỷ phú thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Tối hôm đó con gái về nhà nói hôm mai là sinh nhật của mẹ, nên muốn mượn đàn piano của nhà bạn để đàn cho mẹ một bài làm quà sinh nhật. Anh chồng đứng bên cạnh nghe vậy mới nhớ ra sắp sinh nhật vợ, anh hỏi cô muốn quà gì. Cô nói bây giờ nhà còn nghèo lắm nên đừng mua linh tinh. Anh nhớ lại hồi trước lúc cưới vì mình không có năng lực kiếm tiền, cả nhẫn cũng không mua được cho vợ nên vẫn thấy rất áy náy. Con gái ngồi bên cạnh thấy vậy thì nói sau này mình sẽ trở thành một nghệ sĩ piano, mua cho mẹ một chiếc nhẫn kim cương thật to thật đẹp. Cô cũng nói sau này nhất định sẽ mua cho con gái một cây đàn. Cả nhà cùng ngồi với nhau tưởng tượng về tương lai tốt đẹp. Nhưng ở cách đó không xa, tất cả những nguyện vọng đó đều được bà lão nghe được. Đang định lấy miếng bánh ăn, sao mà nói lắm thế không biết. Nhẫn thì có cái gì ghê gớm, cứ mua là được thôi. Bà về nhà xong thì lôi hết toàn bộ quần áo hàng hiệu và túi sách của con dâu ra. Con dâu hỏi bà lấy mấy cái này làm gì. Bà chỉ bảo thấy đồ trong tủ nhiều quá nên dọn bớt cho nó được thở. Sau đó lấy nhẫn kim cương của con dâu ra bảo trong nhà nhiều nhẫn kim cương quá nên bỏ bớt ra đi. Nhưng cô lại nói đây là quà kết hôn chồng tặng mình. Nhưng bà lại chẳng quan tâm, sau đó bảo con dâu lôi cái đàn piano ở dưới hầm ra. Nhưng chuyện này thì con dâu có hơi mất bình tĩnh, nói đó là phần thưởng khi còn đi học của mình. Bà vẫn không quan tâm, nói xong thì bỏ đi luôn. Hôm sau bà lôi hết quần áo với túi sách ra quầy hàng rong, nói chủ nhà mình chuẩn bị ra nước ngoài nên vứt hết đống này, tiện tay đem hết ra đây cho hai vợ chồng nhà họ. Sau đó còn hỏi địa chỉ nhà, bảo nhà chủ định vứt cây đàn piano nên bà định gửi qua đó tặng con gái hai người. Sau đó đi đến trước mặt anh chồng đưa anh ta một chiếc nhẫn. Khuôn mặt anh có hơi hốt hoảng, nhưng bà lại nói đây chỉ là đồ chơi ngoài đường, cứ cầm lấy mà lấy lòng vợ. Dami nhận được đàn xong thì hỏi mẹ có phải mình đang mơ không. Mẹ bảo với cô đây là món quà từ trên trời. Cả nhà vô cùng vui mừng, nhưng bọn họ lại không biết từ sau khi nhận quà từ bà lão đó thì cơn ác mộng sẽ kéo đến ngay. Chế độ thưởng phạt của gia đình tài phiệt quá đáng sợ luôn. Chê Hoa thi được thành tích tốt nên muốn được thưởng gà rán, thế mà bà thưởng cho cậu hẳn một tòa nhà trung tâm thương mại, chỉ vì trong đó trung tâm đó có một cửa hàng gà rán. Lo Chê Hoa không dám tin thì ngay trong đêm gọi luật sư đến làm thủ tục sang tên. Còn Yoon Hee thì lại rất thê thảm, cậu bị đối xử ngược hoàn toàn với Chê Hoa, chỉ vì thi kém hơn anh trai mà bị bố nói không xứng đáng làm con của ông, sau đó bế lên ném xuống hồ. Cậu cố gắng bơi đến bờ rồi dùng hết sức để bò lên. Chỉ vì mày là con tao mà thấy xấu hổ, từ nay trở đi tao chỉ có mình Chê Hoa là con thôi. Yoon Hee đau lòng trốn vào trong góc, vốn dĩ tất cả mọi thứ đều thuộc về mình nhưng bây giờ lại tan biến hết. Trước khi anh trai đến đây, cậu là tâm điểm của cả nhà, giúp việc phục vụ đến tận răng, thích ăn thích uống gì là có ngay. Yoon Hee về phòng đập đồ đạc để xả cơn giận, mẹ nghe có tiếng động thì vội chạy vào cản lại. Yoon Hee trách mẹ tại sao lại không bảo vệ cho mình. Nhưng chỉ có cô biết năm đó vì nhà quá nghèo, vì người nhà nên mới chấp nhận vào cái gia đình này. Nhưng chồng lại chẳng bao giờ quan tâm đến mình, mẹ chồng thì xem mình như giúp việc. Ngoài mặt cô là một cô ta là vợ hiền dâu thảo nhưng thực ra trong lòng đang đầy âm mưu. Ngày nào cũng cố gắng hầu hạ bà mẹ chồng, nhưng bà chỉ coi cô là một kẻ đầy toan tính. Vì mẹ chồng cũng là người trong nghề, năm đó bà cũng bắt buộc phải gả vào đây. Ngoài mặt thì giả vờ như không có thái độ gì, nhưng sau lưng lại tính toán, lừa người khác được chứ không lừa được tôi đâu. Cô cũng chỉ như tôi thôi, đều có nhà mẹ nghèo khó, tìm mọi cách để được vào nhà giàu. Cái gì mà cô trải qua tôi đều trải qua hết rồi, thế nên tôi không tin cô đâu. Mẹ chồng không thèm kiêng kỵ gì nói hết ra tất cả, mỗi một câu đều đâm đúng vào tim cô con dâu, nhưng cô vẫn cố nhịn để đáp lời. Cô nghĩ sau này mình có thể nhờ vào con, dù sao thì con trai cũng có cơ hội được thừa kế. Nhưng lại chỉ nghĩ vậy thôi. Từ sau khi Chê Hoa đến đây, chồng yêu cầu cô xem nó như con ruột. Đối mặt với con trai của tình địch, cô chỉ có thể cười cười giả yêu thương nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Cô thấy Yoon Hee như vậy thì rất đau lòng, bảo con cố gắng thêm một thời gian nữa vì mẹ cũng đang nghĩ cách. Cô nghe được tiếng chồng đang đến gần nên đẩy Yoon Hee ra bắt đầu trách con, nói hai anh em là người một nhà nên không được đố kỵ với nhau, phải học tập anh trai. Nhưng Yoon Hee vẫn không phục, tại sao tự dưng địa vị trong nhà của mình lại bị thay thế bởi người khác. Bố đi vào nói với Yoon Hee, đúng là Chê Hoa đến sau, nhưng con bị người đến sau vượt qua thì còn gì để nói nữa.
Sau đó lại hỏi ý vợ mình, cô chỉ đành cắn răng. Em cũng nghĩ vậy, là Yoon Hee đã thua rồi. Nhìn vào ánh mắt thất vọng của con trai, lại nghĩ đến cách mẹ chồng đối xử với mình suốt 10 năm nay. Cô tức giận chạy về phòng lấy hết thuốc trị đãng trí cho mẹ chồng bỏ hết vào trong bồn cầu. Mẹ, đừng trách con, là do các người quá vô tình thôi. 10 năm nay toàn bị các người bắt nạt. Bây giờ phải trả giá đi, để bà quên hết mọi chuyện. Bà lão tỷ phú trốn đằng sau một sạp hàng rong nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng. Sau đó bà giả vờ bình tĩnh đi lại gần rồi bốc hai cái bánh chạy luôn. Chạy về nhà xong một mình bà hát chúc mừng sinh nhật mình. Thì ra hôm nay là sinh nhật bà. Bà một hơi thổi hết toàn bộ nến đang được cắm trên bánh kem. Mà chính vì động tác thổi nến đó đã hủy diệt cả gia đình này. Lúc này trong một căn phòng khác, con dâu và con trai của bà đang cãi nhau rất căng. Chồng không thể nào kiểm soát nổi cơn giận nữa, trách vợ tại sao lại giấu mình chuyện mẹ bị bệnh đãng trí. Còn cô vợ thì cứ tưởng không ai biết mọi chuyện mình làm, đã đổ rồi thì cho bể luôn. Cô không hề chịu thua trước sự ép hỏi của chồng, nói thẳng luôn bao nhiêu năm nay mình sống không khác gì con giúp việc. Chồng nghe xong thì tặng cho cô một cái tát trời giáng, sau đó tức giận hỏi cô. Tại sao lại bí mật làm tầng hầm trong nhà để giấu cây đàn piano và tất cả mọi thứ của người yêu cũ? Sau khi bị chồng ép hỏi liên tiếp, cô cố gắng đẩy anh ta ra nhưng lại không may quá tay. Vì cô đẩy quá mạnh nên đầu chồng không may đập vào bàn, không biết sống hay chết. Cô hốt hoảng chạy ra ngoài. Chấm, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy biển lửa bùng bùng cháy bên ngoài. Thì ra vừa nãy bà lão vẫn chưa thổi hết đống nến trên bánh kem. Vì quá buồn ngủ nên lăn ra ngủ luôn, đến lúc bà tỉnh dậy thì lửa đã lan ra khắp căn phòng. Bà không biết phải làm sao nên chạy thẳng ra ngoài cửa. Cũng chính vì thế mà bà đã chạy đến nơi không nên đến, gây ra bi kịch cho một gia đình khác. Còn lúc này cuối cùng cô vợ vẫn là một người có âm mưu. Sau khi hoảng hốt mất một lúc, cuối cùng cô ta cũng nghĩ ra là mình nên làm gì. Cô ta nghĩ một lúc sau đó lại chạy ngược vào trong phòng. Mọi người tưởng cô ta quay về để cứu chồng sao, sai hết rồi nhé. Cô ta chạy vào bàn làm việc vì chiều này cô thấy chồng đã viết sẵn di chúc. Nội dung bên trong là cho Chê Hoa thừa kế toàn bộ 99% tài sản. Còn cô và con trai chỉ có vài đồng tiền lẻ mà thôi. Chỉ có tiêu hủy tờ di chúc đó đi thì bà và con trai mới có thể thừa kế toàn bộ tài sản. Cô ta vào lấy di chúc rồi cố gắng xé nó thành 8 mảnh. Khi cô chuẩn bị đi thì thấy chồng đã tỉnh lại. Nhưng đã đi đến nước này rồi làm sao có thể thay đổi được nữa. Cô ta lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy khỏi căn phòng. Phụ nữ hoặc là không làm gì, còn một khi đã làm thì đến ác quỷ cũng phải chào thua. Cô bỏ chồng mình lại trong biển lửa, mặc cho ông có cố hết sức cầu cứu là hết thế nào.